Đây là mình đang trồng những quả cà rốt đầu tiên và mục tiêu của mình trong series này là có được 1 triệu cà rốt trong 100 ngày trong Minecraft. Liệu điều đó có thành công hay không? Hãy xem thử tập 1 mình sẽ làm được những gì nào. Yay! Dân làng! Nếu dân làng này có một cái farm, chúng ta sẽ có được những cái cục cà rốt đầu tiên. Đây rồi! Cà rốt! Yay! Nếu bây giờ chúng ta vào số liệu một cục cà rốt. Để xem chúng ta sẽ có được 15 cà rốt. Đó cũng không tệ. Vậy thì nếu bây giờ mình để cái này xuống đấy, chúng ta sẽ ra được bột xương. Yeah, hai cái cục bột xương này chúng ta mới có thể trồng lên được một cái nữa. 19 cái. Ngon. Được. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải làm một cái farm rất là rộng. Vậy thì bây giờ còn chần chờ gì nữa, chúng ta không mau xuống địa ngục thôi. Bởi vì ở dưới địa ngục sẽ có thứ chúng ta cần. Mình sẽ xây cái farm ở đằng kia, bởi vì đằng đây rất là nhiều nước, nên là căn bản nếu mình xây cái farm ở đó, chúng ta sẽ có vẻ thuận tiện hơn trong cái việc trồng cà rốt. Và nó cũng rất là gần dân làng nữa. Tuyệt. Chúng ta sẽ xây nó ở chỗ này. Bắt đầu làm thôi. Rồi. Tất cả cà rốt đã được trồng. Những gì chúng ta cần làm bây giờ đó là thẳng xuống tới địa ngục, bởi vì ở dưới địa ngục sẽ có được những cái bột xương cho mình. Lấy cái lòi luôn. Cảm ơn. Và anh bạn ở đây chưa có nghề đúng không? Chúng ta sẽ cho anh bạn làm cái nghề để giúp mình có thể lấy được một cái xô nước cho lẹ. Đây, qua anh bạn đây, chúng ta sẽ có xô cá tuyết. Tuyệt. Bây giờ thì chỉ cần ba cục ngọc lục bảo mà thôi, thì chúng ta có thể lấy được ở chỗ này. Xin chào, cho em xin xô cá tuyết. Tuyệt vời. Đến lúc này rồi, chúng ta có thể xuống địa ngục rồi đấy. Và thật sự để tìm một cái hồ lava nó tốn xíu nhiều thời gian, bởi vì mình đi vào một cái hang rất to nhưng không hề có một cái hồ lava nào. Kim cương. Chúng ta có thể nâng cấp được với kim cương. Từ khi nào mình lại tốn thời gian cho cái việc đi tìm kim cương thay vì chúng ta cần phải đi làm một cái hồ lava nhỉ? Hãy cùng làm một cái cúp bằng sắt. Và ba viên, bốn viên không? Nè, ba viên à. Không, chúng ta không làm được một cây cuốc. Ok, ba viên kim cương. Chúng ta chỉ cần hai viên thạch thôi. Đó là những gì chúng ta cần. Chúng ta sẽ thay một cái cổng ở ngay cạnh vị trí của chúng ta là được. Đó là làm ơn cho mình. Cho mình xin một cái hồ lava đi. Làm được một cái cổng nào. Sắp chết. Thêm kim cương. Yes, chúng ta đủ để có thể làm được một cái bàn enchant cộng với một cái cúp kim cương rồi. Nó không phải là cái gì đó liên quan đến cà rốt, nhưng mà nó cũng sẽ làm được cái gì đó thôi. Yes, chúng ta tìm được hồ lava rồi. Và bây giờ boom, chúng ta làm được cúp kim cương. Tuyệt vời. Để xem coi số liệu này, thời gian mình chơi ở đâu ấy nhờ. 17 phút. Chúng ta đã gần qua được một ngày mới tìm được một cái hồ lava. Cảm ơn rất là nhiều Minecraft. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đào hắc diện thạch để có thể mang nó về cạnh cái farm của mình. Ngày 1. Ok, chắc chắn là ngày 1 rồi, bởi vì Minecraft bây giờ nó sẽ tính các bạn là ngày 0 đầu tiên, sau đó mới bắt đầu qua ngày 1. Bởi vì vậy chúng ta sẽ có khoảng thời gian là 100, đúng sẽ là 101 ngày. Và chúng ta chỉ cần xây một cái cổng ở đâu đây thôi, bởi vì cái khu này có thể chúng ta sẽ cùng nhau làm cái gì đó, nên là xây một cái cổng ở đây sẽ rất là hợp lý. Ok, và đi vào thôi nào. Khoan, chúng ta định làm một cái rương và để bớt mấy cái đồ xịn xịn ở nhà cái đã. Cũng không có đồ gì xịn lắm nhỉ. rồi, xuống địa ngục nào. Chúng ta phải tới được chỗ khu cát, cát địa ngục. Trời ơi. Bastion, yeah. Cái chỗ chúng ta cũng gọi là ổn đó các bạn. Chúng ta có thể vào đó để mà kiếm cà rốt vàng, nhưng mà không biết cà rốt vàng có tính hay không. Chúng ta có thể để nó sau vậy. Khu vực này có các linh hồn, vậy có thể là nó sẽ nằm ở đâu đây thôi. Và the fortress. Ok, chúng ta có thể sẽ xuống được the end để có thể đánh đồng luôn. Yes. Ok, này chết rồi. Yeah. Mặt gas cũng không liên quan tới việc cà rốt cho lắm. Và việc tìm khu cát linh hồn không hề dễ một chút nào. Chỗ spawn của chúng ta xuất hiện rất là nhiều những cái công trình như là pháo đài địa ngục, nhưng mà cái nơi mà chúng ta cần tới nó cực kỳ xa. Tôi thấy rồi. Và nó có tới tầng 1, 2, đằng kia là 3. Yep, 3 cái The Fortress ở khu vực này. Cái cúp sắt mà mình mang xuống dưới này, nó ban đầu có rất là nhiều độ bền, nhưng mà bây giờ 61 độ bền. Ok, chúng ta sẽ cần lấy cuốc kim cương, hoặc là mình sẽ đào hư cái cúp sắt của mình trước, rồi sẽ qua cái cúp kim cương sau. Cái chúng ta cần đó chính là cái này. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi đào những cái cục xương này thôi. Nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều bột xương để có thể trồng được cà rốt. Rồi,
xong. Mình có 1, 2, 3, 4 và 5. Hơn 6 stack khối xương trong nguyên một cái khu ác linh hồn này. Mình nghĩ là lúc mình mới tới nó khác bây giờ rất là nhiều đấy các bạn ha. Cái cúp kim cương của mình đã mất phân nửa độ bền, chỉ bởi vì mình đào được những cái bột xương này thôi. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mang cái đống này đi về. Ôi, tới đây cũng hơi dài đấy. Bởi vì không còn đồ ăn nữa nên gần như mình chỉ có thể đi bộ mà thôi. May mắn là chúng ta đã có thể tìm được nấm và làm được súp nấm để có thể chạy bộ về. Yeah, vậy nha. Chạy. Oh no. Oh no. Sao mày đi qua đây được vậy? Chạy đây. Woo. Đi ngủ nào. Ngày 4, chúng ta đã trong thế giới này được ít nhất là 5 ngày rồi. Bởi vì chúng ta còn tính cả ngày không nữa. Làm thêm một cái rương và chúng ta sẽ để rương này ở đây. Với việc quăng hết tất cả những cái bột xương này vào. Còn những cái này chúng ta sẽ quăng hết đồ chúng ta vào trong cái rương này. Ngoài những cái rác mà mình không cần sử dụng à, bởi vì căn bản mình không có ở trên mặt đất và ở gần cái farm cà rốt của mình, nên là nó sẽ không lớn lên. Vậy thì bây giờ với một stack khối xương chúng ta có thể đổi ra được 9 stack, ok. Để xem là với 9 stack khối xương này, để coi chúng ta có thể làm được bao nhiêu cà rốt đây. Quá nhiều cà rốt rồi, để mình mở rộng cái ruộng mình ra thêm coi. Rồi, đó là những gì trong một stack bột xương chúng ta làm. Và bây giờ chúng ta chỉ cần thu hoạch thêm cái đống mà mình vừa mới trồng lại. Mình có bao nhiêu đây, mình có bao nhiêu cà rốt đây, mình có bao nhiêu cà rốt đây. Với một stack bột xương cái này nữa. Với một stack bột xương chưa được 1000 luôn à. Ok, căn bản thì nó sẽ gần khoảng 900, bởi vì chúng ta đã có khoảng tầm 20 hay 30 cây cục cà rốt sẵn rồi. Nhưng mà những gì chúng ta có thể làm trong một stack block xương chỉ đổi ra được có mấy trăm thôi sao? What? Có nghĩa là nếu mà theo cái cách này mình không thể nào làm được 1 triệu cà rốt đâu. Và bây giờ nó đang là ngày 4. Yeah, chúng ta phải tìm ra một cách khác. Chắc chắn là như vậy rồi. Ok, và mình đã tìm ra được một cách mới để các bạn có thể đào được nhiều cà rốt hơn khi các bạn trồng xuống. Đó là sử dụng một cái cúp có độ gia tài cao. Rồi, mình có một cái ví dụ đây. Đây là cái cà rốt mình đang trồng được. Và nếu bây giờ chúng ta sẽ vứt cái này ra. Búp, 3 cái. Búp, ra được 6 cái quả cà rốt. Nếu chúng ta đập nó bằng tay không. Còn bây giờ thì để mình xem thử bằng một cái cuốc có gia tài 3 nha. 5 cái. Yeah, 7 cái. Nó gần như là gấp đôi với số lượng mà chúng ta có thể đào được từ một cục cà rốt. Yeah, chúng ta chỉ cần gia tài 3 thôi. Không khó lắm đâu nhỉ. Để có thể có được một cái cuốc gia tài 3, chúng ta cần phải làm nhiều thứ đây. Oh yeah, mình nghĩ bây giờ chúng ta nên enchant cái cúp của mình lên. Bởi vì cái cúp của mình sau khi đào thì nó còn có 486 độ bền. Yep, chúng ta cần phải nâng cấp cái cuốc này lên. Trời tối nhưng căn bản mình không muốn ngủ do lắm. Bởi vì nếu ngủ chúng ta sẽ mất 1 ngày vậy các bạn. Đúng vậy, nếu các bạn không biết thì 1 ngày trong Minecraft sẽ tốn khoảng đâu đó 20 phút cho 10 phút bữa sáng và 10 phút bữa tối. Nếu các bạn ngủ bữa tối, thời gian sẽ ngắn đi. Và vì như vậy, cái quá trình chúng ta đạt được 1 triệu cà rốt sẽ trở nên ngắn lại. Chúng ta làm được 2 cuốn sách. Vâng, rất ít luôn á mọi người. Nhưng mà nó lại vừa đủ để có thể chế tạo ra được một cái bàn enchant. Yeah. Và ngọc lưu ly, chúng ta sẽ cùng nhau nâng cấp lên nào. Oh my god, hiệu suất 1. Chỉ được hiệu suất 1 thôi sao? Còn cuốn sách này, hiệu suất 1 nữa. Ngon. Chúng ta có thể nâng cấp lên hiệu suất 2 cho cây cúp kim cương của mình. Và ngoài ra, chúng ta nên làm giáp nhỉ. Nhưng mà nếu để có được gia tài thì hình như mình nghĩ chúng ta cần phải đạt ở cấp độ 30 cho cái bàn nâng cấp này các bạn ạ. Có một cách chúng ta có thể lên được cấp độ 30. Với cách này, ngoài việc chúng ta sẽ có rất là nhiều kệ sách để có thể nâng cấp ở cấp độ 30, ngoài ra chúng ta sẽ còn có thêm cả kinh nghiệm giúp chúng ta có thể nâng cấp rất là nhiều lần. Yep, các bạn không nghĩ sai đâu. Đi đánh rồng nào. Sau khi mình bắt đầu nung xong đồ ăn, mình bắt đầu đi đào. Kim cương. Đánh creeper. Nó tốn mình vài ngày để có thể thu thập hết cái đống này. Nhưng mà không sao cả, chúng ta đã có được tất cả mọi thứ mà mình muốn. Bây giờ chúng ta chỉ cần để vàng vào và cho nó nung ra thành một đôi giày nữa là xong. Còn bây giờ mình thì làm ngay full bộ đồ sắt thôi nào. Chúng ta không cần cái này. Và một đôi giày vàng. Đi vào trong Bastion thì chúng ta cần phải có một đôi giày vàng các bạn ạ. Bảo vệ 2. Ngon. Và bảo vệ sát thương kia rơi 2. Tuyệt. Chúng ta nên làm một cái kiếm kim cương luôn. Bởi vì mình muốn đảm bảo là chúng ta sẽ không bị cái quái gì cả. Còn cái đống cái mía này chúng ta sẽ đổi nó qua giấy. Và giấy chúng ta sẽ cùng nhau làm với thuốc súng để ra được pháo hoa. Mình cần pháo hoa để khi xuống được Dien đánh rồng thì mình sẽ cần có Elytra để bay được trong đó. Và với Elytra chúng ta sẽ có thể di chuyển nhanh hơn rất là nhiều. Ok, chúng ta có mọi thứ. Let's go. Tụi nó nhảy kìa. Hay vậy. Đúng lúc phát đó chứ.
Wait, khoan, cạnh chỗ chúng ta có một cái khu vực này luôn hả? Ôi, hay quá nhờ. Nó cạnh cổng của chúng ta mà chúng ta lại đi xa đến như vậy, mà tốn rất nhiều thời gian ở đó sao? Hãy quên đi những gì các bạn thấy nha, chúng ta chưa phát hiện được cái gì đâu. Oh yeah, mình tìm thấy được một cái passion khác, chỉ cần đi một cái hướng khác thôi các bạn à. Oh yeah, cái passion này chúng ta dễ dàng lấy vàng để đổi đồ biết liền thôi. Chúng ta chỉ cần lấy hết cái đống vàng ở đây để mang nó ra ngoài đi đổi đồ để lấy mắt là xong. Hơn một stack vàng và tất cả đi vào trong đây. Ok, 14 ngọc Ender. Sau khi mình đã có được đủ ngọc, mình đã tới được The Fortress và đánh đủ số que quy lửa giúp mình có thể tìm được ra stronghold và đi đánh rồng. Aha, nó ở đâu đây? Cùng nhau đào thẳng xuống dưới thôi nào. Chúng ta vào được rồi. Và ngay cạnh một khu vực tủ sách luôn, chúng ta có thể lấy hết tất cả những cái tủ sách này để về làm chỗ nâng cấp nha. Ok, đủ rồi. Cái cổng đang nằm ở đâu rồi? Dễ tìm dữ. Chúng ta không mất nhiều thời gian để có thể tìm được cái cổng này. Wow, 4 con mắt được đặt sẵn sao? Vậy thì chỉ cần có thêm 3 con mắt nữa là đủ. Xong, let's go. Chúng ta không có cung. Có đầy đủ đồ. Ok, let's go. Yeah. Chúng ta sẽ đổi tất cả cái này cộng với cái này ra. Ok, một stack pháo hoa hơn. Thế này là đủ rồi. Bây giờ chỉ còn giết con rồng mà thôi. Yeah. Xong. Chúng ta còn lấy cái này. Để xem lên kinh nghiệm bao nhiêu nào. Ôi dồi, nhiều kinh nghiệm bị đi qua bên kia quá. 67, 69 kinh nghiệm. Ok, chắc chắn là chúng ta cũng sẽ lấy luôn một cái quả trứng rồng nữa. Rồi, bây giờ là ngày 8. Không sao cả, chỉ mới 8 ngày mà chúng ta có thể đánh được rồng. Làm mọi thứ ở trong một tập video thôi các bạn ạ. Mình thấy cái series này sẽ rất là hay đấy. Mình học được rất nhiều thứ từ cái việc mà xây farm, làm cái farm cà rốt. Nên là chúng ta sẽ cố gắng đạt được 1 triệu cà rốt. Bây giờ thì mình lại tiếp tục sẽ đi qua End City để chúng ta có thể đi tìm Elisha và những cái hộp sugar. Hi, đi vào. Wow, tại sao lại nằm tuốt ở đây vậy? Để coi chúng ta có thể tìm được cái Elisha NCT nằm ở đâu đây. Và đúng, mình đã tìm được một cái NCT nhưng nó cực kỳ xa. May mắn là chúng ta đã tìm được một thứ. Yeah, chúng ta tìm được rồi. Mình sẽ đi vào cái chỗ cái thuyền trước để mà chúng ta có thể lấy Elisha, sau đó mình mới bay vào những cái chỗ còn lại để lấy đồ. Yep. Bây giờ thấy yeah và lên được thuyền. What? Con mắt mình rơi đâu rồi nhỉ? What? Tao không lên được thuyền. Ok, con mắt cuối cùng và yeah, chúng ta đã chính thức lên được thuyền. Biển đây. Rồi, đưa hộp sugar đây. Đâu rồi? Vãi, nó đi rồi nhưng mà không sao. Chúng ta đã có được. Ok, mũ kim cương nữa. Rồi, cảm ơn. Vàng hiệu suất 4 á. Chắc chắn lấy nó luôn ấy. Yeah, mảnh sugar đầu tiên. Và kế hoạch của mình đã đúng. Bởi vì có cánh Elisha nên mình đã có thể đi rất là nhiều nơi để có thể tìm được những cái rương chứa những cái đồ cường hóa siêu mạnh. Yeah, chúng ta có. Chạm không sẽ chữa. Cảm ơn. Hiệu suất 3. Ok, chúng ta lấy nó luôn. Ok. Hiệu suất 4. Yes. Sẽ gia tài 2. Cái này có gia tài. Tuyệt vời. Gia tài 3. Wow. Đây rồi. Chúng ta đã tìm được một món. Mọi thứ đều đi đúng với ý của mình các bạn ạ. Và bởi vì quá nhiều đồ, chúng ta đã có thể làm được một cái hộp sugar giúp mình chứa được nhiều đồ hơn nữa. Và bây giờ hai hộp sugar. Cảm ơn Minecraft. Và cất đồ vào là xong. Trời ơi, dễ. Để xem trong đây còn cái chỗ nào nữa không nè. Và yeah, sau đó mình đã đi tìm rất là nhiều những cái công trình NCT để có thể lấy đồ. Bảo vệ bom. Yes. Thêm một gia tài 3 nữa. Ok. Holy shit, chúng ta vừa mới làm hư. Yep, mình biết thế nào chuyện này cũng xảy ra mà. Chúng ta cần phải quay trở về thôi. Chúng ta đã dành ngày 9 rồi. Mình đã dành vài ngày ở dưới đây rồi. Và đằng kia, chúng ta có chỗ đi về. Rồi, đến lúc đi về thôi mọi người ơi. Để xem với cái cúp gia tài 3 này, chúng ta có thể farm được bao nhiêu cà rốt đây. Rồi, ok. Sau khi chuyến đi này, mình đã có được rất là nhiều đồ ngon. Gia tài 3, cúp hiệu suất 4, gia tài 3. Quá là tuyệt vời. Rồi, bây giờ sẽ thử với cà rốt ở đây nha. Boom. Ok, mình sẽ lắp đầy cái farm này nào. Nếu bạn nào có những cái cách để có thể xây được cái máy farm cà rốt nhiều hơn là cách của mình thì có thể bình luận. Mình sẽ ghi bình luận của bạn đó và chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo nhá. Và boom, để xem.
xem chúng ta sẽ lo được bao nhiêu cà rốt đây. Bây giờ hiện tại chúng ta đang là 926 cà rốt. Sau khi mình làm cái này chắc chắn lên nhiều lắm đúng không nào? Ok, đây là những cái cà rốt mà mình đã có thể có được từ một stack khối xương. Để xem với số liệu chúng ta thấy được chúng ta sẽ có được bao nhiêu cà rốt đây. 2.500. Oh yes. Mình biết là mình không được 1% cho ông 1 triệu cà rốt ở tập 1, nhưng mà chúng ta đã khám phá được việc cúp gia tài. Bất kỳ một cái món đồ nào có gia tài chúng ta đều có thể đào những cái cục này ra, và nó vẫn sẽ cho mình một cái lượng cà rốt rất là nhiều. Mình nghĩ sẽ rất là thú vị, và mình muốn hoàn thành series này trong khoảng thời gian cuối năm để chúng ta có thể ăn mừng năm mới. Vậy nên nếu bạn nào muốn xem tập tiếp theo, đừng quên ấn nút like cộng với đăng ký kênh của mình, bật chuông thông báo để không những cái video ở series này. Những bạn nào mà có những cái ý tưởng về những cái máy farm để có thể làm được những cái ruộng xây cà rốt tự động thì đừng quên nói với mình, chúng ta sẽ làm ở tập sau. Ok, tập đầu tiên chúng ta làm được 2.500, vậy thì tập sau chúng ta làm được bao nhiêu? Tụi mình đón xem. Bye bye.